Rồi hôm nay em lại tiếp tục giao hàng năm cái đầu kéo giật cành ha, của ba cô của Pháp, thương hiệu của Pháp, sản xuất tại Pháp luôn. Đây kéo giật cành nè, Made in France nè ha. Đó, đây là cái kéo giật cành B3427A gạch ép. Cái loại này là mấy bạn thấy mấy cái anh mà công trình đô thị của nhà nước á, là mấy ảnh thấy mấy ảnh cầm mấy ảnh giật á. Đó là cái này nè, không có rẻ đâu nha, chất lượng lắm nha. Nhà nước không bao giờ xài đồ rẻ tiền nha, nhà nước xài đồ đó hả, chất lượng cao không à. Đây cái lưỡi này là xài á, xài càng lâu dài là nó sẽ càng bén, chứ nó không có lục luôn, khỏi cần mài luôn đó. Cái đầu này là nó có thể cắt được mấy cái cành cây là 30 ly đổ lại nè, 30 ly đổ lại ha. Rồi giờ em giao 6 cái cho anh Liệt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giao 6 cái cho anh Liệt. Ở đây cái sợi chỉ này nó luồn qua đây nè, luồn qua xong rồi mà nó thả xuống, xong rồi mình kéo ha. Mình kéo nó giật thì cái con dao này nè, nó sẽ vậy nè, cắt này. Nó cắt mấy cái cành cây á, 30 ly đổ lại. Đây của Pháp, rất là đẹp nha. Nếu như mà nó có cái bán thêm một cái cây nhôm của Pháp sản xuất luôn, nhưng mà nó hơi mắc, có thể là cây 3 mét hoặc 5 mét, nó rút xuống còn khoảng 1 mét 2 mét rưỡi thôi là nó tăng ra được tới 3 khúc luôn, 3 mét hoặc 5 mét của cây của Pháp luôn bằng nhôm. Nhưng mà nó hơi mắc, nếu mà các bạn không có cần phải nhất thiết phải mua cái cây đó, và mình lấy mấy cây tầm dông ở nhà, còn không thì mình mua mấy cây nhôm sản xuất ở Việt Nam, cây nóc sản xuất ở Việt Nam là xài cũng được, nhưng mà nó không có cứng cáp bằng thôi. Còn mấy anh mà đô thị mấy anh đô thị của nhà nước là mấy anh xài là toàn là đồ của Pháp luôn á. Mấy cái cây mà cây bằng nhôm á rất là nhẹ, mà rút lên được 3 mét 5 mét, cầm cứng rất là cứng cáp. Rồi giờ em tiếp tục giao hàng ha. Rồi đi giao hàng cho anh Lim luôn. Rồi đây là cây nhôm 5 mét của ba cô nè, dẫn đứng lên coi. Đây cây nhôm 5 mét thương hiệu ba cô. Đây của Pháp ha, model là AB5M. Không, em quay video ra anh không có gì. Rồi kéo dài ra. Cái này tại vì nó mắc quá, ít ai xài lắm, phải cái không à? Cái này chỉ có mấy anh nhà nước môi trường xanh mới có tiền xài thôi, chứ người thường phải dâm chơi mới xài được. Thì anh phải bên môi trường xanh rồi không? Thì nhà nước người ta mới có tiền xài, chứ ai mà người dân mà mua cây nhôm này. Rồi đưa ra cho anh đi. Khóa lại chưa, để người ta chạy rồi mới nó tụt ra. Rồi anh khách này mua nha. Ồ, bên môi trường xanh luôn.